giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh hiện đại và tấp nập, vẫn còn đây đó những góc kỷ niệm xưa cũ, chứa đựng nét văn hóa bản địa hàng trăm năm, những dấu ấn nghệ thuật của quá khứ mà những người muôn năm cũ vẫn còn tiếp nối đến hôm nay. Tỉ mỉ từng nét vẽ, chậm chút từng đường mây, cẩn thận với từng cây đinh, cho ra đời nhiều sản phẩm giày thủ công đặc sắc, mang nhiều yếu tố mỹ thuật, được khách hàng trong và ngoài nước tìm đến. Đó chính là ông Trịnh Ngọc, năm nay 90 tuổi, người được mệnh danh là vua giày, có thâm niên làm giày gần 70 năm. Chú học lóm không, chứ không có chính thức học chứ một người nào hết. Ai hay cái gì, có thể chú rất nhiều thầy, mà lóm, nghĩa là không, nếu tự mình đến xem cái ông đâu làm thế nào, có khi là ổng không hay nữa. Ông làm mà chú theo chú quan sát, trong lúc chú quan sát như giống như ngồi chơi vậy đó, thì chú đã để ý để mà chú lấy những cái gì đó và học những cái đó về đó, thì bác phải thử nghiệm lại. Tối là bác phải thử nghiệm, bác lấy da ra, bác cắt, bác làm. Cái nào hay thì bác giữ, cái nào mà đối với bác là nó không cần thiết bác loại bỏ hết. Thậm chí giày của Âu Châu qua cũng vậy. Nhưng mà bác có một cái cơ hội tốt là bác tiếp xúc với người nước ngoài. Chẳng qua là gì bác có cửa hàng, mà những người khách nước ngoài đó đa số là người Pháp. Lúc đầu họ đến họ chỉ sửa thôi. Nhưng mà từ cái sửa đó họ tin cậy mình lắm đó, họ mới là cho sửa giày. Cái trước đó là họ đem về Pháp sửa cả. Lợi dụng cái cơ hội mà họ đem giày cho bác sửa đó. Ban đêm bác ngồi bác về sửa và bác tháo coi, thì bác có sự so sánh. Bác làm cũng có cái thất bại, nhưng mà bác lại tiếp tục làm cho đến thành công. Tạo lên những đôi giày dựa theo cái kỹ thuật đó. Thì bác làm bác chân giày ở trong tủ đó, thì họ đến sửa giày, thì họ bắt đầu họ đặt. Đây là tiệm giày Ngọc số 50 đường Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trong diện tích không lớn lắm của tiệm có 3 tủ kính, trưng bày nhiều đôi giày với nhiều kiểu dáng và mẫu mã giày khác nhau. Tầng 3 của cửa tiệm này là nơi sản xuất giày của nghệ nhân tài hoa Trịnh Ngọc. Toàn bộ căn phòng này chỉ toàn giày với giày. Đây nè, cái lát nè, bác kỹ cho coi. Ông quay về thiết kế thời trang mà cho nữ tên là Paul Lanka nè, là cái phong ông đặt giày là cũng có cái tên này nè. Bác đây bác làm cho ông Romita thì bác cũng có tên, cũng như từng gách có coi là có tên hết. Đây là giống như nè, thì của Lam Trường, của Đàm Vĩnh Hưng, của Thái Châu là kia là có hết. Lưu Bình Hải thì cũng có. Cái này là lúc ngàn năm Thăng Long Hà Nội đại lễ, ngàn năm Thăng Long Hà Nội đây. Thì nó cũng ở của Việt Nam thông tấn xã, thì qua làm cho bác đây. Bác ông này là ông tổng giám đốc cái ngân hàng JPMorgan, ngân hàng lớn của thế giới đó. Cũng đặt giày nha bác. Ngay cửa sổ, ông đặt chiếc bàn làm việc để đón ánh nắng. Đây cũng là nơi ông Ngọc ngồi nhiều nhất để vẽ, đắp khuôn giày và sáng tạo ra nhiều mẫu giày khác nhau. Những dụng cụ gắn bó với ông hơn nửa thế kỷ như dao, thước kẻ, kéo, cơm ba được ông trân quý vì chúng là một phần quan trọng trong công việc làm giày của ông. Cái nhà đầu tư đến với bác, tại cái nhà này 6 tháng trời theo bác. Người ta bỏ ra 5 triệu đô. Mục đích của cái người đầu tư là gì? Thế để đầu tư lợi nhuận trên hết. Mà đã lợi nhuận rồi đó, mà bác tham gia vào đó, thì bác cũng phải chạy theo cái lợi nhuận. Bị họ bỏ tiền thì họ có quyền mà. Họ trả lương cho bác rất cao. Nhưng mà đồng thời bác phải làm ý của họ chứ. Bác sẽ không được làm những cái gì bác muốn đâu. Có khi là phản lại với bác này. Thì bác nghĩ thế này. Thôi, cuộc sống người bác nghĩ đơn giản lắm. Một ngày ăn bao nhiêu chén cơm, quần áo mặc bao nhiêu. Cuộc sống mình đơn giản. Mình cần chi cho nhiều tiền. Mà đồ cái đầu óc mình nó căng thẳng, phải theo người ta. Làm những cái gì mình không muốn mà phải làm với người ta. Và nhiều người đến như bác vậy,
Là những người bạn báo nói tiếc quá, anh bỏ nhiều cơ hội quá, thế nào thôi, tôi chịu thôi. Để tạo ra một đôi giày, ông Ngọc phải miệt mài và tất bật trong tất cả các khâu, tạo ra những chi tiết mang vẻ đẹp riêng cho đôi giày của khách hàng. Ông luôn tỉ mỉ và nhẫn nại trong đo đạc và phác thảo, sau đó là làm khuôn giày, may vải rồi làm đế giày. Đối với nghệ nhân Trịnh Ngọc, do ông làm giày bằng tay cho nên thời gian làm một đôi giày dài hơn nhiều so với giày công nghiệp. Thủ công vẫn còn sống, nhưng mà có lúc đó, nó sống thoi thóp, nó bị cái công nghiệp đó kèn ép, còn sống thoi thóp, nhưng mà quả tim nó vẫn còn đập. Thì bác nghĩ bây giờ có ngày nào trên hành tinh này nó vẫn sống, nhưng mà lúc này lúc khác thôi. Bác tin như vậy, bởi vì trên thế giới không phải mọi người đều có cái nhìn giống nhau đó. Có những con người người ta nhìn khác, khía cạnh khác, mà những con người đó người ta quý cái thủ công. Gắn bó và tâm huyết với nghề đóng giày 70 năm qua, vua giày đã cho ra đời hàng ngàn đôi giày thủ công có giá trị cao, được nhiều người nổi tiếng sở hữu. Đặc biệt nhất là mẫu giày mà ông làm cho quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk. Cái form này nó quá cũ kỹ rồi. Còn những vết tích đây, đây là một cái màu sắc nó đã ngã màu dưới thời gian rồi. Này là của quốc vương Norodom Sihanouk, đặt vào năm 1960 mấy rồi bác quên. Hiện tại ở tuổi 90, nhưng ông Ngọc vẫn đóng giày mỗi ngày. Nhưng điều mà ông lo lắng nhất là nghề đóng giày của ông sẽ bị mai một theo thời gian, bởi không có người kế thừa và phát triển. Làm theo bác, nhưng mà cơm áo gạo tiền nó nằm bên cạnh đó. Giáo ruộng của bác nói cái đứa mà làm giảng viên đại học có giờ nó mới làm nghề, nhưng mà nó có chừng mực nào thứ đó thôi, nó leo lên nó không nổi. Nhưng điều trân quý nhất là tâm huyết của ông với nghề đóng giày thủ công truyền thống vẫn còn mãnh liệt và cháy bỏng. Thôi mình sống theo rồi ngày nào đó người ta nói là 3 vạn 6 ngàn ngày đâu có ai được đâu, thì ngày nào rồi mình cũng thành cát bụi thôi, cát bụi trở về cát bụi thôi. Thế mình chạy theo vật chất quá, tiền bạc nhiều quá, mình khổ tâm. Bác gần như là khắc sâu trong lòng, học đến suốt đời.